Thưa quý vị, sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hiện nay các cơ sở y tế tại Đà Nẵng cũng chuyển trạng thái bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh bình thường cho người dân. Là khu vực thường xuyên tập trung đông người, có nguy cơ cao, nên các bệnh viện duy trì nghiêm thực hiện 5K đối với người bệnh đến bệnh viện. Ngay ban đầu, người dân đến khám đều tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế. Các bệnh viện cũng chú trọng việc phân luồng, sàng lọc ngay từ đầu, đồng thời giãn cách tại khu vực khám. Đối với bệnh viện thì thấy thực hiện một cái quy trình rất là chuẩn. Đầu tiên là sẽ qua một cái khu sàng lọc riêng để tách những cái bệnh nhân mà đang có những cái dấu hiệu nguy cơ thì tách riêng một khu, còn những cái bệnh nhân khác thì tách riêng một khu. Trước tiên là nó tạo một cái sự an tâm đối với những cái bệnh nhân mà không có những cái triệu chứng liên quan đến các cái viêm nhiễm đường hô hấp. Tất cả những bệnh nhân vào khám bệnh không có triệu chứng nghi ngờ, chẳng hạn như là sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc là mất vị giác, mất khứu giác thì chúng tôi sẽ cho khám bình thường, không cần xét nghiệm, làm test nhanh hoặc là làm PCR. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyến cáo, vẫn tuân thủ những cái chỉ định, vẫn có hướng dẫn của Bộ Y tế, của Sở Y tế. Đó là những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ thì bắt buộc phải phân vùng, phân chia vào những khu vực nhất định để phát hiện sớm kịp thời nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng đã trải qua hơn 3 tháng cao điểm ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong thời điểm này, số người đến khám chữa bệnh cũng giảm bởi nhiều người có tâm lý e ngại. Thống kê 9 tháng đầu năm, số lượt khám bệnh tuyến thành phố giảm gần 13% và tuyến quận huyện giảm gần 2% so với năm ngoái. Số bệnh nhân nội trú cũng giảm hơn 20%. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Đà Nẵng chuyển trạng thái bình thường mới, thì lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện cũng bắt đầu tăng lên. Song hành cho việc là phòng chống dịch thì cũng phải làm tốt cái công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. So với trước đây thì thu dung của điều trị là giảm mới được 1/3 so với lúc trở lại bình thường. Trước đây là bình thường, thì hiện tại thì các khoa phòng trong bệnh viện vẫn tăng cường cái thu dung điều trị cho người dân. Chúng tôi thực hiện đúng những quy định về phân luồng, sàng lọc, cách ly, kê khai dịch tễ do Bộ Y tế, Sở Y tế và chính quyền đưa ra để đảm bảo rằng cố gắng nhận diện, loại trừ và phát hiện sớm những cái trường hợp nghi nhiễm, có thể nhiễm để có thể cách ly họ ra và đảm bảo được cái hoạt động khám chữa bệnh mà không làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và đặc biệt là trong môi trường bệnh viện. Để đảm bảo phòng chống dịch trong hoạt động khám chữa bệnh cho người dân, hiện nay các bệnh viện tại Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm các tiêu chí bệnh viện an toàn để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong bệnh viện. Tuy nhiên, việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 không thực hiện đại trà như trước đây mà chỉ xét nghiệm chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngành y tế cũng khuyến nghị người dân cần xóa bỏ tâm lý e ngại, nhất là đối với bệnh nhân nặng, mắc các bệnh mãn tính cần đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh diễn tiến nặng.